Con ra bố mẹ đi, còn các ba đi này còn ơi. Mẹ mẹ cho điện thoại con nha con ơi. Con ăn uống gì không? Con thiếu ăn uống gì không? Thật tìm ai chắc không về hết không? Hả? Mọi người chia sẻ đi. Từ 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 mình mới kiên lắng đấy. Bảo nó bận nó không về đi, bảo nó bận. Bảo nó bận rồi, bảo nó bận rồi. Tối nó không có đâu. Hết mình tỉnh. Mẹ cho điện thoại con gọi cho nó nha. Con gọi cái gì? Cô này bị giết ở trong La Sầm em ơi. Mày dám chống cả thầy nữa. Chết cho một cái im ngay. Hương ở ngoài chứ mà. Ở đằng sau lấy chồng quê Hương nào. Xong đây em ơi, em gái, em trai thật xong đây em dựng lên dựng cái hương lên cái dựng lên cái. Mình mi mi chèn cái mà. Mày không có vào đi. Được rồi, không khóc nữa có gì nói đi. Con này bị giết ở trong La Sầm ấy, hôm một trước ấy. Tháng trước ấy em ơi. Bạn bè về đây hết. Chia sẻ đi. Đúng rồi đấy. Cậu ơi, cậu ăn năm này, cậu ơi. Này, cậu nước đây nhé. Dạ, Trân Linh nghe thầy hỏi đây, Nguyễn Đình Nhất. Bây giờ là muốn về tổ tiên hay là đi lên đường thanh niên? Hả? Trân Linh, Nguyễn Văn Nhất. Muốn lên đường thanh niên hay về với tổ tiên? Bà nhà thầy. Về người yêu à, lên đường thanh niên nhá. Lên đường thanh niên nhá. Hôm nay không đi. Về với người yêu à. Thì tăng khảo báo về. Đưa lên đường khảo báo về. Nhà thầy đưa lên à. Mày sinh năm 2002 đâu. Mày chơi để chơi, sợ cái gì?
Thích ăn gì uống gì uống đi. Nước hết à? Nước. Rượu hết nước. Cháu mì uống rượu. Mang rượu đây. Mang rượu đây. Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Vừa được rồi, vừa được rồi. Đeo thường cháu. Được cháu ai được? Đi đi thôi. Thương à? Mẹ đây ai gọi? Một khi ai gọi nhất, nhiều nhất. Uống rượu đi. Ê, cái nào cậu không thương? Thương thì ở đâu? Thương thì làm sao? Chết oan bị giết, bị người ta giết em ơi. Không thấy ai cả. Chú. Chú đâu? Chết đâu ai ở đấy? Bây giờ chú còn cháu. Thế bảo nửa đêm đi làm gì? Thằng nào rồi đi? Thằng nào không đi? Mấy thằng tao đi. Tao biết. Tao đéo ăn cơm. Tao đi luôn. Mẹ sư mày đi. Mày bướng định chống cả thầy. Mẹ sư mày. Uống đi, uống đi, xong rồi có gì thì bảo mọi người đi. Chúc bạn chúc bè gì chúc đi. Hả? Có gì thì chúc mọi người đi thế nào, xong là muốn đi về đường nào, lên thanh niên à, hay là lên về tổ tiên, bố mẹ. Được rồi. Rồi, thầy biết rồi nhá. Biết rồi, rồi rồi. Uống rượu đi. Uống rượu hút gì không? Hút thuốc không? Còn con ở ở bên 1 2 3 ném vỡ tôm hết. Yêu mẹ chỉ đéo cái điện thoại rồi. Cậu biết rồi. Không làm gì. Cho gì. Điên rồi. Cậu mời một chén rượu này. Yêu làm chó. Cầm đi. Nhưng mà cậu sống thế nào? Hỏi hỏi. Ở bên kia còn thiếu gì không? Còn thiếu gì không? Thiếu thì thiếu nhiều ai nhưng mà ai cho. Nói thì thầy hôm nay cấp cho. Bố thì chết mẹ thì rồi. Cậu quan tâm. Còn lấy gì sang bên kia để mà sống mới được chứ? Cho được không? Không có cho được không? Được. Lấy gì để còn biết thầy biết cấp cho. Điện thoại xe máy. Có rồi kia kìa. Bà không về không? Nè, bây giờ cậu cho điện thoại đấy không? Bà cho điện thoại cậu dùng tạm, cậu dùng khác đấy không? Thế này á. Không. Bà không có thể nghe. Bà hỏi nè, bà con chưa có biết bà không? Bà đây bà nội con mà. Bà hỏi là nhất thế thì mai như vậy. Mình vào về đường thanh niên bên nào đi, về với người yêu, tìm người yêu, lên đường thanh niên tìm người yêu. Bên sang bên kia có người yêu chưa? Hả? Chưa à? Mai thầy đưa lên đường thanh niên rồi lên chợ lên tình tìm người yêu nhá. Rồi. Rồi 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 rồi. Rồi. Được rồi, thấy biết được rồi, biết thế được rồi. Rồi. Thằng này không kém đâu nhá. Rồi. Mai đưa lên đường thanh niên thải mắt mà tìm người yêu nhá. Rồi rồi. Con ở lâu mà, con thích ở lâu lắm. Mày hết, tao hết. Ok. Nhá. Mày hết, tao hết. Mày.
Mày. Mày. Mày uống trước đi. Uống đi. Bố xong rồi về đi. Kệ những cái cặn bị đuổi. Cân hồ mệt. Em đi bao nhiêu cái? Cái bà là thương mời thương. Bây giờ duy nhất bởi vì nhất là đang học sinh. Không muốn mời nhất là vì nhất là đang học sinh. Nhất hiểu chưa? Mình gặp thương mình gặp thương đi. Không muốn mình bắt đầu mời. Đấy, lắp trong toán nha. Hết nha. Đây, cậu về hết rồi. Lắp nha. Đây, bên đây, bên đây. Lắp nha. Lắp chén vào đây, cậu dọc trong toán, xem trong toán uống này nha. Vòng về mà, vòng về vòng. Toán là chén đây đấy, nha. Nhanh về đi. Thế cái chỗ mộ cái có ở được không? Hả? Cái chỗ mộ ở được không? Chỗ mày ở đây. Chỗ vong ở đây. Phần mộ ở được không? Mưa vậy. Rồi rồi biết rồi, biết thấp rồi nhưng mà không lên cao hơn ông bố được nhá. Biết thế được rồi nhá. Ừ. Không lên được đâu, không sợ đâu, không sợ ngập đâu, không sợ ngập được đâu. Biết thế nhưng mà không lên cao được nữa, hơn thấp phải thấp hơn bố nhá. Nhớ chưa? Được chưa? Còn gì thì... Không, bố không ở đây được đâu. Thế à? Bố không ở đây được đâu. Nhưng mà Nhất ở đây không? Rồi. Sau này sẽ chuyển bố lên nhá. Rồi. Sau này chuyển bố lên với mẹ nhá. Vừa phải tính săn học cái gì tốt quá. Cái mềm mặt tăng ngại, Mình thôi. Đi về đi, để thầy siêu độ cho nhá. Ừ. Mình hỏi làm cái gì à? Mẹ nè. Cái gì tông làm mình không? Đưa đi ra mọi người ra đi. Rồi. À gì Phật vong đã về hết. Mà cái chân đấy tam hương mới này các bà ơi, thắp hương đi. Ôi giời, đám bướm với thầy, thầy hết cho là im. Ít ngày ơi. Trống mà mớ. Làm này. Chào mọi người nhé. Cục lương làm tính xong. Tính xong cho em mình thấy có để mình. Để mình nó tăng về nhá. Nhiều mà mọi người con vừa về, con thanh niên rất trẻ mấy con 17 tuổi thôi. Thôi làm tiếp đi Thỉnh Thánh đi. Thỉnh Thánh để mà siêu độ linh hồn đi. Tặng sinh cực lạc. Thế rồi em ơi, vong về rồi, anh đưa vong về. Được rồi, thế được, biết thế được. Chào mọi người nhá, để bắt đầu cúng tiễn nhà tối này. Mọi người khóc nhiều lắm. Vụ này ở thị trấn Na Sầm, em ơi. Vụ này bị người ta cầm dao giết đi. Giết ở ngay trong chợ mới được 40 ngày. Hôm nay anh về làm siêu độ. Viên rồi thấy siêu thật đó. Và người khác, thầy không... được à, chú bác đấy không mệt, bác ấy không mệt đâu. Thầy yêu tối nay là mệt rồi, tối nay thâu đêm ngày mai đi tiếp. Mi cái tạm gương cánh ha. Mi làm tạm phòng hết rồi. Kính ăn năm, ta đi ăn cả đấy. Đã nên để nó hay là mi mi cái gì? Để còn đếm người hả mọi người? Chân linh mày. Có thanh niên trẻ nên là bướng hơi bị hơi bướng mọi người đánh nhau tiếp à, đánh nhau thanh niên này hơi bướng nên là thầy phải mạnh tay mới được. Bây giờ mình trong mơ trong mình mơ quay sẽ tầm mơ ngay đang ở Văn Láng ấy đợt này
định anh còn ở miền Nam đấy. Không, bây giờ đang ở đây mà. Ở đây vô định miền Nam đi. Để miền Nam mà chết anh về vừa kịp đưa ấy. À. Thầy ở đâu? Đang ở thầy văn đồng giác văn quan. Trần Đình Lam cứ ngồi vào thành niên. Thành niên là hơi bị ngưỡng. Đầu này trở nên ghét thả mù luôn. Thầy chỉ cho tướng đánh nhanh ba lên. Thầy ta mời cần mời cơm mời tướng. Thôi Tam, chùa hồn, thầy Dũng ấy. Đang nghe chùa hồn Triệu Linh vừa đang tu trai hàng thuyền. Hàng thuyền thỉnh Phật thỉnh Thánh. Bái Tam dọc bái. Anh này Tam dọc chưa đi. Là đau quá. Tam phủ công đồng tứ phủ Hoàng Ninh. Thầy người tành mà. Mai anh về sớm. Mai anh về sớm lên thành phố An nhà mới. Anh chỉ làm được đến tầm xa sáng anh về. Thế là ổn bà này chứ người. Chú ý lắm. Ở bà mít bà này là hảo. Bà chứ trừ nè. Cắt cái công mà chứng chứng đấy. Cô Hoài, ra đây chơi đi. Tôi này làm đến sáng mà. Dạ Phật. Dạ bà hết. Tật lùng này sẽ lão lắm. Đó cũng sợ mình. Phải cảm ơn chống thầy nữa. Tao này bương bương bắt cười cho chống thầy nó để hết rồi. Xong căm luôn mình im mắm ạ. Ê, sao mất hơn, tinh tinh. Cảm... Bắt. Chào mọi người nhé, mình bắt đầu làm đây về có gì nói chuyện xong nhé. Có ăn khuất nhiều lắm mọi người ạ. Thôi cứ để đây đi. Thờ tí tay vẫn trần hương trí tầm bái. Bắc bi a nguyên là hải thủ chi ý công đức thề đâm trùng trùng chẳng nghiêm mà là tử bi vô lượng. Nam mô đại bi văn là thủ sứ đời Bồ Tát. Đại thanh phố nguyện năng nghe phố nguyện hồ ta. Đại tử đại bi quan thế âm Bồ Tát. Đi lặng Bồ Tát, tất cầu ai để phần.